nhìn này rất là cao á, đây vàng rực một khung trời luôn. Đi ở dưới đây rất là thơm á, rất là thơm luôn á. Quá trí à, này trời mưa lâm râm á, nó đẹp, nó nắng bảo hiểm của mình nè, nó bảo hiểm mình cũng to lắm á. Mình đem lại để cái gốc cây này ra coi nó làm sao đây, coi nhìn là biết cái cây này nó to cỡ nào to ha. Cái nón to mình để gần cây có chút xíu à, chút xíu xíu à. Rễ này nó cũng tương đối đều á, à, tương đối đều. Bông vàng rực luôn, thơm. Quá trời bông luôn ha, quá bông vàng rực luôn. Ngày mai nó chỉ có 5 cánh thôi, 5 cánh thôi mà rất là thơm á, 5 cánh thôi. Mà nó nở nhiều bông hoa thì cây nó cũng vàng rực à, nó rụng mà. Mấy cái bao là mấy bao rễ dừa á, rễ dừa mục á, đây người ta lấy cái đó để người ta vô cây á, nó xốp đất lắm. Đây. Quá trí rồi. Nó xe Honda của mình á, mình đi ngang đây trời mưa nè, dựng đây bằng áo mưa, sẵn có duyên rồi quay luôn. Mình có duyên quay thì mọi người cũng có duyên lắm thì mới xem được. Có cái cây lộc vườn kế bên á, nó rụng bông xuống cây lộc vườn mà thấy nó cũng vàng rực luôn, tưởng cây lộc vườn có hoa màu vàng luôn nè. Đây, trồng chúng ta có cái này chúng ta trồng trước nhà ha, hay giờ bây giờ chúng ta tiến hành nó trồng những cây mai con mai nhỏ thôi để sau này nó sẽ lớn lên. Này, lớn lên là trước nhà ta có cây mai to thật là to vậy nè, đã dữ lắm, thơm dữ lắm, thơm à. Hoa mai thơm là nghe cái mùi giống như mùi Tết vậy đó. Mùi náo nôn nức nè. Cây này thì nó nằm gần thành phố Bến Tre, gần thành phố Bến Tre. Sẵn mình đi từ Bến Tre mà lên Sài Gòn đây, đi làm, đi ngang cây này, này vàng rực luôn, quá trời luôn. Này nó nở hoa nở ngay Tết rồi mà. Gió thổi ngang cái là nó rụng lác đác nè. Đấy, dùng chơi cái cây cảnh này thì nó cũng vô thường lắm. Nên nếu chúng ta thích thì chúng ta chơi thôi à, còn cái dạng giá cả thì nó không quan trọng lắm ha. Đấy, ví dụ như cái cây nhiều khi người ta bán cái cây có người thích á thì bao nhiêu tiền ta cũng mua, còn cái dạng mấy người không thích cho người ta, ta cũng không thèm nữa. Như cái cây này mà cho mấy người không thích á, kêu bán người ta 100.000 người ta cũng không thèm mua nữa. Đây, tại không thích mà. Đấy, còn ví dụ người thích thì bà bán người ta một cả hàng trăm triệu người ta cũng vẫn mua á, tại vì yêu thích thôi. Giờ chúng ta yêu thích ha, nhiều khi có tiền mà cũng chưa chắc là đã mua được đâu. Đây, cái nụ hoa nó rớt, cái cánh hoa nó rớt xuống nè, quá trời luôn. Từ đó tới đây có cả chục mét á, mà gió thổi nó rớt ha, nó có đầy hết trơn hết chưa, nó rụng đầy hết trơn ha. Đi làm ví dụ như cây cảnh này, có cây cảnh nó thư giãn đâu ha, thư giãn tâm hồn đâu. Cây cảnh này thì chúng ta chơi là chơi quanh năm luôn chứ không phải chơi ngày Tết không. Đây, những cái người mà ví dụ như người ta chỉ Tết chỉ chưng có lệ thôi á thì người ta cũng không có quan trọng lắm à. Còn ví dụ như chưng mà đem lại may mắn, đem lại tài lộc đồ, rồi chưng để thư giãn á, để tận hưởng cuộc sống đâu thì nó thú vị hơn. Đó là lý do tại sao nhiều khi những cái người mà người ta làm ăn, người ta sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu, hàng tỷ để mua những cái cây á, không phải là người ta dư tiền đâu, tại vì người ta thích. Đấy, tại sao những cái người bây giờ bỏ mua siêu xe đâu đó, không phải là người ta chứng tỏ người ta có tiền đâu,
người ta yêu thích đó thôi, người ta yêu thích cái cây cảnh này. Đấy, còn có một số người thì nó khi mà người ta đã không yêu thích rồi ấy, thì người ta mua, nhiều khi mua 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 giá rất là rẻ về, người ta không có chăm, không có chăm thì nó chết cũng như không à. À, hoặc là không yêu thích á, thì cho người ta cũng không thèm nữa. Thì ở trong thân nè nó mọc ra mấy cái nụ hoa nè, những cây già rất già thì nó mọc ra, mọc ra hoa kiểu này á. À, từ trong thân nó mọc ra hoa luôn. Cái cây mai này nó cũng có hiện tượng là nó bị sù quá, nó sù sù chảy á, này trong thân nó nổi u cục cục ra này, sù chảy á. Cục luôn nha. Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi DBL này ha. Đấy, nếu mà có duyên, mọi người đã có duyên lắm á, thì mới xem được video này. Đây, thì nếu mà ủng hộ mình á, đây ủng hộ mình thì cho mình một cái gì, một cái tương tác, một bình luận, một cái nút like, một đăng ký, hoặc là một nút dislike cũng được ha, nút không thích cũng được. Đây chúng ta đã có duyên gặp nhau thì chúng ta phải có cái một cái gì đó qua lại với nhau ha. Đây một cái gì làm dấu ấn đây, sau này là để mà có như có duyên đã gặp ở đâu đó.